Hôm qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Thoại Sơn phối hợp Ủy ban Nhân dân thị trấn Ốc Eo tổ chức khai giảng lớp dệt thổ cẩm Khmer trình độ sơ cấp cho 30 học viên là người dân tộc Khmer đang có nhu cầu trên địa bàn thị trấn. Trong thời gian hơn 120 ngày, các học viên được hướng dẫn kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer như vải xà rồng, khăn choàng, khăn tay, ví, làm quen với các công đoạn dệt, nhuộm tơ. Học viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc Khmer tham gia lớp học sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng một ngày học tập. Cuối khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra đánh giá và được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Thoại Sơn cấp chứng chỉ nghề cấp quốc gia nếu đạt yêu cầu. Lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào dân tộc Khmer sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới, giúp người dân địa phương có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Ngoài ra, còn là tiền đề để thị trấn Ốc Eo phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương.